Trời ơi. À, có cá từng nhà, cá gì đây? Có mồi nữa nha. Như cá vô nhiều quá nó tung sức dây luôn. Xin chào tất cả các chú anh chị quay trở lại kênh YouTube của Dương nha. Thì hôm trước Dương có thử cái mồi cá chê, thì sáng hôm nay Dương lại đi thăm sớm nha. Thì bây giờ Dương sẽ đưa cô chú anh chị mình đi thăm lời nha, trải nghiệm thăm lời và mình thử cái mồi cá chê của mình hôm bữa mình đặt đó, hôm nay coi có thành quả gì không nha. Rồi Dương sẽ mời cô chú anh chị mình đi thôi. Hôm bữa cái lời đằng kia cái thăm dính Dương giờ qua đây nha. Đây. Kéo cái này coi gì nha. Cái này là tự nhiên không có thuốc. Bữa hôm giờ bãi đặt về chỗ cũ nha, một cái nha. Đây, sao cái lò nó không, đây có để mồi nha, thì là đây cũng có để mồi. Wow, cái có cá này, trời ơi. Rồi cái mồi này cô chú ơi, quá trời rồi. Cái mồi này hiệu quả nha, cá này 4 con cá chê luôn, quá trời rồi. 4 con cá chê trắng luôn. Cá chê trắng nha, 4 con. Thì Dương thấy cái mồi này nó hiệu quả đó. Nè. Thì hôm bữa Dương chỉ đặt thử 20 cái thôi nha. 20 cái là có mồi thôi. Nè, wow, cái trắng chà bá luôn. Cái này có mồi nữa nha. Như cá vô nhiều quá nó tung sức dây luôn. Cái này nó tung nhiều quá. Cái cá này bự quá nó vô quá. Nó tung. Wow. Bây giờ thấy cái mồi này hiệu quả nha. Nó tung sức cây luôn nè, cho nên là cá nó không vô nữa. Ui. Cá chê này tầm cũng cá gì trắng. Wow, con cá chê trắng này cũng chắc là nửa ký, gần nửa ký luôn. Rồi cá chê trắng mà nó bự nè, kinh khủng kìa. Cây mới nha. Thì khi thăm mấy cái đầu rồi, tôi thấy hiệu quả của cái mồi thuốc này rất là ổn nha. Thì 4 cái đầu rồi, chỉ có 3 cái là hết, 3 cái là dính nữa. Cái trên này thì Dương đặt không có để mồi nha. Để tự nhiên. Đây. Ôi dồi. Rồi, một cái con mồi, 2 con mồi luôn. Kinh khủng vậy. Quá trời đã vậy. Nè. Ôi.
cái vô nè. Cái vô nó cũng mệ, cũng đông nè. Mệ luôn á. Hai con này con được một cái. Hai cái rồi con được một cái, con này được một không nhất. Mình nhìn tưởng đâu có lóc không. Lóc nhất còn giờ thòn nè, được. Cái này có mồi luôn nè, có mồi thuốc nè. Mình kêu mồi luôn nè chứ. Mà cái khu này, trên này không có cá chê. Rồi. Rồi vừa hẳn dương mới về qua. Cá chê. Ôi cá lóc. Cá chê. Trọng ạ. Ây da. Biết lâu rồi, thấy con cá lóc này. Thấy con cá chê không. Wow. Đây là như nước. Nước nó nhiều quá rồi. Hồi trước á, nước á, thì nó cạn ở dưới này nè. Cái lần có lý nè. Ở ngoài đầu lên. Nó bắn đầu lên. Đó. À, có cá từng nhà, cá gì đây? Con cá chê. Con cá chê trắng nha. Quá đã, quá đã. Ở dưới này là nước. Nước nhiều quá cá nó không ở nữa nha. Nó lên ruộng hết rồi. Cái này. Wow. Cá chi vàng. Đây. Đi mất cá chi vàng ra luôn. Trắng cá chi vàng. Bộn vàng dữ vậy. Một con cá chê vàng. Mà như cái sạch không mà nó bộn vàng vậy đó. Wow. Cái vô nó gụm vàng vậy đó. Chúng con cá chê vàng. Cá chê vàng không vừa hung, vừa lớn nha. Thì hiện tại thì trời cũng gần sáng rồi đó cô chú anh chị mình. Thì Dương cũng còn cả chục cái lời nữa. Dương sẽ tranh thủ đi thăm sớm nha. Ở bên đó thì cái giặt đó thì nước rồng nó cạn khô gan à, cho nên là Dương đi thăm buổi sáng. Còn cái giặt bên đây là nó nông nước vô sâu quá. Hôm nay nước nông vô sâu quá cho nên là cá có lẽ là ít. Nó đi cá lóc nó lên ruộng nhiều à. Còn chỉ còn cá chê thôi. Ở dưới mà cái nào mình đặt có mồi thì nó vô. Cho nên là cá chê hôm nay cá chê thì nhiều, cá lóc thì ít nha. Tại cá lóc nó nông lên trên ruộng á. Nước ứ lên nhiều quá nó nông lên ruộng cho nên là hôm nay nước xây là buổi sáng cả đầy nhóc nha. Còn hôm trước mình đi thăm thì nước còn hôm trước mình đi thăm thì nước buổi sáng này nó gọng cạn, sao hôm nay nó xây nhanh ghê. Nó đây là nước xây là buổi sáng đầy nhóc à. Wow. Cái này bên giặt này chắc thăm không được rồi, thì Dương sẽ thăm mấy cái gần gần đây thôi.
Kéo vô, kéo vô. Được cái chi vàng. Được con cá chi vàng nha. Vô ôi, tung túm đây chết queo. Túm đây hàng chi cá nó không vô được. Bắt dương bắt cá chi vàng này nha. Thì hôm bữa là đây cái ao này là cạn khô luôn nè. Mà hôm nay là nước vậy nè. Quá tai luôn, buổi sáng này nè. Không thăm được cái dạng trong đây nè. Thì cái giặt là bên đây chắc hôm nay vô chỉ thăm được mấy cái thôi quá, chắc không thăm được nhiều nha. Có mấy cái là nước nó nằm sâu quá thì Dương sẽ không thăm nha. Giờ trời sáng rồi đó, sâu lúc cần luôn, trời nó nổi lên còn không biết có cá không. Ở trên này có khi móc mà nổi lên trên này. Cá nè, cá gì đây? Con cá lóc nè. Wow. Thuốc này luôn. Vô cá chết luôn. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Mèn ơi. Uổng ghê luôn vậy. Cái con này mới chết nè. Một cái lợi cá trắng luôn. Chết xịn chưa, uổng ghê luôn. Tại nó trôi ra ngoài á nên nó không có nổi lên được. Làm chết cho nguyên qua là cái trắng. Thì cái bãi bên đây vừa không được cái nữa thôi nha. Còn cái chỗ ngay góc đó. Ở đây mọi ngày là nước nó không có lên tới vậy đâu nha. Hôm nay chắc lại nước gầm này lớn á. Cho nên là hôm nay chắc nước gầm lớn á, cho nên là nước nó mới lên tới vậy. Ủa, hút rồi. Mình đi hút cái lợ luôn. Lợ là cái đây. Cho hướng tới cái kia kìa. Đây. Bơi lợ. Mình đi hút luôn. Bơi lợ vô là chích cho này nè. Mà nó trôi tới đây. Biết có gì không, rồi cái cây xúc luôn rồi. Ôi, ghét. Về vô sẽ đổ cái thành quả cho cô chú chị mình xem nha. Nãy mình về mình chưa có đổ ra, chưa có quay. Mai cá chê nhiều, này đặt một cá chê nhưng cá chê nhiều, lọc xỉu. Đây. Cái chê cái gôn này đi, nó đi hết sớm rồi. Trắng rồi. Trắng rồi. Câu vô thức này. Yêu thì bắt đi. Đi mấy đứa, hợp tác cái coi. Không cho hợp tác cái gì. Chúng ta là còn cái vô. Ai cái vô đâm đào như vậy. Cái vô mề nữa không? Ừ. Nãy có cái lời kia nó vô cả 1 kg cá trắng vậy là mà chích.
xịn hết luôn. Cá lông an không? Chắn là cá sặc á hả? Không phải đâu, cá lông an á. Không biết cá đó. Em biết cái đó luôn à? Đây thì đây là cái thành quả của Dương ngày hôm nay nha. Chắc cũng này cũng cái gô với cái chê luôn, cái lóc 3 kg mà được cái chê hơi nhiều. Rồi, Dương cái clip thử mồi cá chê Dương hôm nay tới đây là kết thúc nha. Tạm biệt của chú anh chị, hẹn gặp chú chị cái clip sau nha. Dương sẽ test mồi lại, thử cái mồi lại cái nữa. Dương sẽ quay cho chú chị mình xem. Bye bye.